Hey chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sparum. Và lần này là bài viết của tác giả Choi, Jonestown và sự mù quáng của đám đông. Xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 1978, vụ tự sát tập thể này đã gây ra cái chết cho 918 người. Một vụ việc khủng khiếp nhất chỉ đứng sau vụ WTC 11 tháng 9. Đền hội chúng, nguồn gốc của thảm kịch. Jonestown là cái tên không chính thức của đền hội chúng, một giáo phái do Jim Jones khởi xướng vào giữa những năm 1950. Dù có nguồn gốc và giáo điều giống công giáo hơn là chủ nghĩa Marx, nó hướng tới việc thực hiện cái gọi là giáo phái chủ nghĩa xã hội. Để làm được điều đó, thì đền hội chúng rao giảng rằng những kẻ bị đầu độc bằng những thứ tôn giáo mù quáng cần phải được khai sáng bằng chủ nghĩa xã hội. Jim Jones đã có thể thành lập tổ chức tại California, nhưng mà không dừng lại ở đó. Ông đã muốn phủ sóng giáo phái của mình ra bên ngoài nước Mỹ. Lúc đó thì mọi quyền lực trong giáo phái sẽ thuộc về ông và thoát khỏi sự can thiệp của chính phủ Mỹ. Vào những năm 1970, số lượng tín đồ của đền hội chúng đã có lúc lên đến 20.000 người và có liên hệ với một số nhân vật chính trị cánh tả. Cho đến đầu năm 1977, mới chỉ có 500 người sống trong đền Jonestown tại Guyana, trong khi Jones thì tiếp tục phát triển giáo phái ở Mỹ. Tuy nhiên, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Jones nhận được tin rằng cuộc phỏng vấn các thành viên cũ đào thoát khỏi giáo phái sắp được đăng tải. Trong đó, chứa rất nhiều cáo buộc về những hành vi vô luân và lạm phát tài chính của Jones. Đêm trước khi bài báo được in, Jones cùng vài trăm giáo đồ của đền hội chúng đã bay đến Guyana và chuyển vào khu đền Jonestown trong rừng sâu. Cuộc sống tại Jonestown. Nhiều tín đồ tại đền hội chúng đã nghĩ rằng ở Guyana, như là Jones đã hứa hẹn, sẽ là thiên đường Utopia. Nhưng từ khi ông chuyển đến, họ gặp phải hàng loạt các vấn đề như không đủ chỗ cho tất cả mọi người, các cabin chỉ có giường tầng và luôn quá tải. Hơn nữa, cabin lại còn phân chia theo giới tính, nên là các cặp vợ chồng bắt buộc phải sống tách nhau. Và nhiệt độ cũng như là độ ẩm ngột ngạt trong Jonestown làm cho các giáo đồ trở nên ốm yếu. Trong khi đó, họ bị bắt phải làm việc nhiều giờ dưới cái nắng gắt, có khi lên đến 11 giờ một ngày. Hầu hết các chương trình mà người dân ở đó được xem là các chương trình tuyên truyền của Liên Xô và phim tài liệu nói về những vấn đề trong xã hội Mỹ. Nhà cửa trở nên sập xệ và cỏ dại thì xâm lấn ở khắp mọi nơi. Việc học hành và thời gian đọc sách vào mỗi buổi tối được thay bằng những buổi giao giảng của Jim Jones về các vấn đề cách mạng, kẻ thù và các đồng minh như Kim Il-sung, Mugabe hay Joseph Stalin. Jones, ông cho mắc các loa ở khắp khu đền để thuyết giảng suốt ngày đêm. Sau một ngày làm việc kiệt sức, các giáo đồ vẫn phải cố hết sức mới ngủ được vì màn tra tấn của đấng cứu thế Jones. Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì? Cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spyroom. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Chuyến thăm của ngài nghị sĩ và cuộc tấn công ở sân bay. Nghị sĩ Mỹ Leon Ryan đến từ San Mateo, California, đã nhận được các báo cáo về sự việc đang diễn ra tại Jonestown. Ông quyết định đến đó cùng với cố vấn của mình, đoàn làm phim của hãng NBC và những người thân của các giáo đồ của đền hội chúng để tìm hiểu sự thật về Jonestown. Ban đầu thì mọi chuyện diễn ra rất là suôn sẻ. Tuy nhiên thì vào một buổi tối, trong khi các thành viên trong đoàn đang dùng bữa và khiêu vũ trong hội trường, một giáo đồ đã bí mật chuyển cho một nhân viên đài NBC một mẩu giấy có ghi tên những thành viên muốn rời khỏi Jonestown. Ngày hôm sau, Ryan tuyên bố sẽ đưa tất cả những thành viên muốn rời khỏi giáo phái trở lại Mỹ. Nhưng các giáo đồ e sợ thái độ của Jones nên chỉ có rất ít người chấp thuận. Vào ngày Ryan ra về, những giáo đồ muốn rời khỏi giáo phái được sắp xếp ngồi trong một chiếc xe tải với những người trong đoàn của ông. Ryan để cho xe đi trước vì ông muốn đảm bảo rằng mình không bỏ sót những người muốn thoát khỏi giáo phái.
Đúng lúc đó, một thành viên của giáo phái đã tấn công ông. May mắn là tên này đã không thể ám sát Ryan. Nhận thấy nguy hiểm, Ryan lập tức lên xe tải, lúc đó chưa đi xa, rời khỏi Jonestown. Chiếc xe đã đưa đoàn đến sân bay an toàn. Tuy nhiên, máy bay vẫn chưa sẵn sàng cất cánh khi họ tới. Trong khi chờ đợi, có một chiếc xe thủng đột nhiên tiến tới. Từ trong xe là những thành viên của giáo phái đang xả đạn liên hồi vào nhóm của Ryan. 5 người đã tử vong, trong đó có Ryan và rất nhiều người khác đã bị thương nặng. Cuộc đào thoát tại sân bay đã thất bại. Cuộc tự sát tại Jonestown, kết cục bi thảm. Quay trở lại Jonestown, Jim Jones đã ra lệnh cho mọi người xếp hàng tại hội trường. Hắn tỏ ra rất hoảng loạn và bị kích động. Jones đã nói với các giáo đồ rằng nhóm của Ryan đã bị tấn công tại sân bay và Jonestown không còn an toàn nữa. Chính phủ Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ về vụ ám sát Ryan. Hắn nói rằng khi quân đội tới đây, chúng sẽ bắn chết những đứa trẻ vô tội của chúng ta, và nói với các giáo đồ rằng cách duy nhất để thoát khỏi sự truy cứu chính là tự tử, cái mà hắn gọi là hành động mang tính cách mạng. Một người phụ nữ đã lên tiếng phản đối, nhưng trước lời khẳng định của đấng cứu thế rằng không còn lựa chọn nào khác, tiếng nói của cô đã bị đám đông áp đảo. Khi nhận được tin Ryan đã chết, Jones càng thúc ép các giáo đồ phải tự sát tập thể. Hắn nói với họ rằng nếu chúng tới đây, chúng sẽ tra tấn các con của chúng ta, các giáo đồ của chúng ta. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Và hắn ra lệnh mang các ấm lớn chứa thuốc độc được trộn trong vị nho ra giữa hội trường, đồng thời cũng để Valium, một loại thuốc chống căng thẳng, ở lối vào hội trường. Ông đã ra lệnh bơm các xi lanh thuốc độc cho trẻ em đầu tiên, tiếp đó là các bà mẹ, cuối cùng là những thành viên khác trong giáo phái. Nếu ai phản đối, sẽ bị những tên vệ sĩ cầm súng và cung tên đe dọa. Thời gian trung bình gây tử vong cho mỗi người là vào khoảng 5 phút. Chỉ trong ngày 18 tháng 11 năm 1978 đã có tới 912 người chết do thuốc độc, trong đó có 276 trẻ em. Jones cũng chết do súng lục, nhưng không rõ là do tự sát hay bị bắn. Tổng số người chết đã lên đến 918 người, kể cả ở sân bay và trong khu đền Jonestown. Chỉ có một nhóm người sống sót bằng cách chạy trốn vào rừng hoặc ẩn nấp ở đâu đó trong khu đền. Và đây là một số lời chăn trối của các nạn nhân. Tôi, Marceline Jones, để lại toàn bộ số tiền cho Đảng Cộng sản Liên Xô, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết. Chúng tôi chết vì các người không để cho chúng tôi sống yên ổn. Jonestown, cộng đồng bình yên và tràn đầy yêu thương nhất tôi từng sống. Jim Jones, người đã tạo ra thiên đường cho chúng tôi. Qua thảm kịch Jonestown, chúng ta có thể thấy rằng đám đông là một thực thể tư duy không có lý trí và mang tính lây lan rất là cao, thiếu khả năng suy nghĩ logic. Đặc biệt là khi đám đông đó được cầm đầu bởi một kẻ ma mãnh, biết lôi cuốn người khác và có tham vọng quyền lực. Đôi khi ý kiến, suy nghĩ, hành động của cá nhân vấp phải dư luận áp lực, tập thể đã khiến họ phải chịu khuất phục. Nếu không, sẽ bị đào thải khỏi đám đông, thậm chí còn nguy hiểm cho tính mạng của cá nhân đó. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy comment bình luận cho chúng mình biết nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spareroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.